Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Thời sự TV. Bản tin quốc tế tối nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Cán cân chiến sự Ukraine có vẻ đã thay đổi sau 15 ngày giao tranh. Quân đội Ukraine tuyên bố hạ sát đại tá xe tăng Nga, từng được đích thân Tổng thống Putin vinh danh. Đại tá Sakharov từng được trao tặng huân chương dũng cảm vì những chiến công xuất sắc trong các chiến dịch quân sự của Nga ở Syria đã bị quân đội Ukraine tiêu diệt. Ngay lập tức, phía Nga phản pháo, Bộ Quốc phòng Nga công bố những số liệu thống kê mới nhất về thiệt hại của quân đội Ukraine trong 15 ngày Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt. Quân đội Ukraine thiệt hại nặng nề với 2.998 mục tiêu quân sự của Ukraine bị phá hủy. Phía Ukraine lật ngược thế cờ, quân đội Ukraine phản công mãnh liệt, giành lại quyền kiểm soát Dohachi. Quân đội nước này đã đánh thiệt hại nặng một trung đoàn của Nga và giành lại quyền kiểm soát thành phố Dohachi gần Kharkiv. Trước tình hình chiến tranh ác liệt, Nga xác nhận tướng chỉ huy tập đoàn quân tinh nhuệ thiệt mạng ở Ukraine. Tướng Sukhovetsky từng tham gia các chiến dịch ở Nga, khu vực Bắc, Caucasus và Syria. Tất cả tin nóng quốc tế ngày hôm nay của chúng tôi sẽ được gửi tới quý vị trong video ngay sau đây. Quân đội Ukraine tuyên bố hạ sát đại tá xe tăng Nga, từng được đích thân Tổng thống Putin vinh danh. Đại tá Sakharov từng được trao tặng huân chương dũng cảm vì những chiến công xuất sắc trong các chiến dịch quân sự ở Nga, ở Syria đã bị quân đội Ukraine tiêu diệt. Quân đội Ukraine hôm thứ Năm tuyên bố các lực lượng quân sự của họ đã tiêu diệt một chỉ huy xe tăng Nga, người từng được đích thân Tổng thống Nga Putin vinh danh. Cụ thể, Văn phòng Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 10 tháng 3 đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh một đoàn xe tăng Nga bị các đơn vị pháo binh Ukraine tấn công với tuyên bố đính kèm. Chỉ huy trung đoàn của những kẻ chiếm đóng, đại tá Andriy Sakharov đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Trong cuộc giao tranh ở quận Brovay thuộc vùng Kiev, nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Trung đoàn Thiết giáp số 6, Chebakul, thuộc Sư đoàn Thiết giáp số 90, Bộ Tư lệnh Quân khu Trung tâm Quân đội Nga đã bị thiệt hại đáng kể về nhân sự và trang thiết bị, tuyên bố của Ukraine cho biết thêm. Đại tá Sakharov là một trong số các sĩ quan quân đội Nga được đích thân Tổng thống Putin vinh danh trong buổi lễ tổ chức tại đại sảnh nhà thờ Thánh Georgi ở Điện Kremlin vào ngày 17 tháng 5 năm 2016. Ông Sakharov đã được trao tặng huân chương dũng cảm vì những hành động xuất sắc của mình trong các chiến dịch quân sự của Nga ở Syria. Trong đoạn video mà quân đội Ukraine đăng tải, nhiều khả năng được quay bởi các máy bay không người lái, người xem có thể nhìn thấy hàng chục xe tăng Nga đang đậu dọc theo tuyến đường cao tốc ở quận Brovay của Kiev và đã bị phía Ukraine pháo kích. Nếu thông tin của quân đội Ukraine về cái chết của đại tá Sakharov chính xác, ông sẽ là một trong số các chỉ huy cấp cao của quân đội Nga thiệt mạng trong cuộc giao tranh ở Ukraine cho đến nay. Tuần trước, các lực lượng Ukraine được cho là đã giết chết thiếu tướng Andriy Sukhovetsky, chỉ huy sư đoàn dù số 7, kiêm phó tư lệnh tập đoàn quân số 41 bằng súng bắn tỉa. Hôm thứ Hai đầu tuần này, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine cũng tuyên bố sát hại thiếu tướng Vitaly Gerasimov, phó chỉ huy thứ nhất của tập đoàn quân số 41 thuộc biên chế của quân khu trung tâm quân đội Nga. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố những số liệu thống kê mới nhất về thiệt hại của quân đội Ukraine trong 15 ngày Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt, quân đội Ukraine thiệt hại nặng nề. Vào lúc 19 giờ ngày 10 tháng 3 năm 2022 theo giờ Moscow, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra những thông tin mới nhất về tình hình chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này ở Ukraine. Theo Thiếu tướng Igor Konashenko, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tính đến ngày 10 tháng 3, ngày thứ 15 của chiến dịch, các lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 2.998 mục tiêu quân sự của Ukraine. Trong đó có đến 98 máy bay quân sự, 110 máy bay không người lái UAV, 144 hệ thống tên lửa phòng không, 88 đài radar, 1.007 xe tăng và phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 109 hệ thống rocket phóng loạt, 374 khẩu pháo giả chiến và súng cối, 793 đơn vị xe quân sự đặc chủng. Chỉ riêng trong ngày 10 tháng 3, các lực lượng hàng không chiến thuật Nga đã đánh trúng 68 mục tiêu, bao gồm 2 sở chỉ huy, 12 cơ sở hậu cần, 3 hệ thống tên lửa phòng không loại OSA. Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một máy bay tiêm kích MiG-29, 3 máy bay không người lái Bazakata TB-2 và một tên lửa Tosca-U trên không.
Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 9 tháng 3 năm 2022, quân đội Nga đã bị tổn thất nặng nề với 12.000 quân bị loại khỏi vòng chiến, 317 xe tăng và 1.070 xe bọc thép bị phá hủy. Phía Ukraine cũng tuyên bố đã tiêu diệt 120 khẩu pháo cối, 56 xe pháo phản lực phóng loạt, 28 hệ thống phòng không, bắn hạ 49 máy bay phản lực và 81 trực thăng, phá hủy 3 tàu xuồng, 60 tét nhiên liệu và 7 UAV chiến thuật của Nga. Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu ban đầu và việc xác thực dữ liệu gặp khó khăn bởi cường độ xung đột rất cao. Quân đội Ukraine phản công mãnh liệt bất chấp sự tấn công dữ dội từ phía quân đội Nga, giành lại quyền kiểm soát Dohachi. Theo thông tin từ phía Ukraine, quân đội nước này đã đánh thiệt hại nặng một trung đoàn của Nga và giành lại quyền kiểm soát thành phố Dohachi gần Kharkiv. Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhằm vào Ukraine đã diễn ra được 2 tuần, bất chấp sự tấn công dữ dội từ phía quân đội Nga, sức chống trả của binh lính Ukraine cũng rất quyết liệt. Hai bên đã phát động nhiều cuộc giao tranh ở một số thành phố. Theo thông tin mới nhất từ phía Ukraine thông báo rằng, quân đội nước này vừa đạt được bước đột phá lớn trong một cuộc phản công và đã giành lại được quyền kiểm soát một thành phố từ tay quân đội Nga. Ngày 10 tháng 3, báo cáo của kênh Al Arabiya tiết lộ, quân đội Ukraine tuyên bố giành lại quyền kiểm soát thành phố Dohachi nằm ở phía tây bắc thành phố Kharkiv thuộc khu vực miền đông của nước này. Trước đó, quân đội Nga đã chiến đấu ác liệt ở Kharkiv trong hơn 10 ngày và giành quyền kiểm soát thành phố Dohachi ở phía tây bắc Kharkiv. Ngoài ra, ngày 10 tháng 3, Ukraine cũng thông báo các lực lượng vũ trang nước này đã đánh bại một trung đoàn của Nga ở gần Kiev và tiêu diệt được chỉ huy của đơn vị này. Gần như toàn bộ trung đoàn đã thiệt mạng trong trận chiến. Phía Ukraine cho hay, các sĩ quan tình báo nước này đã nghe được cuộc nói chuyện của các sĩ quan Nga ở vùng Rovary. Các sĩ quan này cho biết họ đang chuẩn bị tấn công Kiev và trong các cuộc trò chuyện tiết lộ rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt một trung đoàn trưởng khác của Nga. Phía Ukraine đã công bố đoạn ghi âm cuộc gọi, một binh sĩ với ký hiệu Nitra đã báo cáo với UDA rằng lực lượng vũ trang Ukraine gần như đánh bại trung đoàn 6, dẫn đến tổn thất nặng nề, bao gồm cả chỉ huy của trung đoàn. Theo đoạn ghi âm, người đứng đầu trung đoàn của Nga đã bị phục kích. Vào rạng sáng ngày 10 tháng 3, trong cuộc họp giao ban chiến trường do Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo rằng quân đội Nga tiếp tục chiến dịch tấn công để bao vây Kiev nhằm tiến hành các cuộc tấn công trên các mặt trận khác nhắm vào Izium, Petrovsk, Sumy, Ostrya, Donetsk và các vùng Zaporozhye. Hiện tại vẫn chưa rõ việc Ukraine tuyên bố giành lại quyền kiểm soát thành phố Donetsk có đúng sự thật hay không và về phía quân đội Nga cũng chưa có phản hồi nào về thông tin này. Điều đáng chú ý là vào tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố quân đội Ukraine sẽ phát động một cuộc phản công để đánh bật quân đội Nga, chứ không phải chỉ giới hạn trong các hoạt động phòng thủ. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà Ukraine vẫn dám chống trả, điều này không phải không liên quan đến sự ủng hộ của Mỹ và phương Tây. Ngày 10 tháng 3, hãng thông tấn độc lập của Ukraine tiết lộ Quốc hội Mỹ đã đồng ý viện trợ thêm cho Ukraine 13,6 tỷ USD. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Antonia Annat cũng tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 50 triệu USD viện trợ quân sự đối với các loại vũ khí, sát thương và không gây chết người. Viện trợ bao gồm cả máy bay không người lái quân sự và các thiết bị chuyên dụng khác. Cuộc giao tranh đã diễn ra trong 2 tuần. Ukraine thông báo vào ngày 10 tháng 3, kể từ khi cuộc chiến tranh bắt đầu, Ukraine đã giết và làm bị thương hơn 12.000 quân Nga, đồng thời phá hủy 56 máy bay chiến đấu và 82 máy bay trực thăng của Nga. Trong khi đó, phía Nga lại khẳng định rằng thiệt hại của phía họ thấp hơn nhiều lần so với đối phương. Nga xác nhận tướng chỉ huy tập đoàn quân tinh nhuệ thiệt mạng ở Ukraine vào ngày 28 tháng 2 khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong một chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Trước đó, tướng Sukhovetsky từng tham gia các chiến dịch của Nga ở khu vực Bắc Caucasus và Syria. Theo hãng tin CNN dẫn thông báo từ chính quyền thành phố Novorossiysk, Nga cho biết, thiếu tướng Nga Andrei Sukhovetsky đã thiệt mạng trong quá trình tham gia chiến đấu ở Ukraine. Theo thông báo này, tướng Sukhovetsky, phó tư lệnh tập đoàn quân số 41 của Nga, đã thiệt mạng vào ngày 28 tháng 2 khi đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trong một chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.
Ông Sukhovetsky trước đây từng tham gia các chiến dịch của Nga ở khu vực Bắc Caucasus và Syria. Đây là xác nhận đầu tiên từ phía chính quyền Nga liên quan tới cái chết của thiếu tướng Andrei Sukhovetsky. Trước đó, hôm ngày 3 tháng 3, thông tin thiếu tướng Andrei Sukhovetsky thiệt mạng đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi kịch liệt trên các trang mạng xã hội VK và Twitter. Sau tờ Lenta dẫn nguồn tin từ tài khoản mạng xã hội VK cho biết tướng Andrei Sukhovetsky đã thiệt mạng trong chiến dịch ở Ukraine, thì thông tin đó đã nhanh chóng được một số báo Nga cũng như là báo nước ngoài Newsweek, Metro, Daily Mail, đặc biệt là truyền thông Ukraine, dẫn lại và chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Trong những giờ sau đó, tin đồn này đã trở thành lý do cho một cuộc tranh cãi kịch liệt trên các trang mạng xã hội VK và Twitter về độ xác thực.